Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, hệ sinh thái dữ liệu blockchain Web3 Pocket Network đang tích hợp Solana vào mạng lưới của họ. Hơn 3.000 người điều hành nút của mạng lưới phân tán toàn cầu Pocket Network, tổng cộng gần 6.500 nút đang hỗ trợ cho Solana. Các ứng dụng phi tập trung và người dùng Solana sẽ có thể truy cập vào các nút Pocket Network cùng một lúc. Bằng cách tạo ra một điểm cuối RPC, người dùng sẽ đóng góp vào sự phân quyền của Solana, đồng thời giúp cải thiện tính bảo mật của tiền điện tử. Việc tích hợp này giảm thiểu rủi ro về thời gian ngừng hoạt động của dịch vụ, vì hàng nghìn nút hỗ trợ công việc, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Theo Michael O'Rourke, giám đốc điều hành của Pocket Network cho biết, Solana đã trở thành một lựa chọn phổ biến giữa những người dùng DeFi và những người sưu tầm NFT. Những người đang đúc và mua NFT trên mạng, chúng tôi đang tích hợp Solana vào mạng lưới, trải nghiệm người dùng mượt mà nhất có thể trên blockchain. Vì vậy, ngay cả khi Solana mở rộng, nó sẽ vẫn hoạt động trong khi cung cấp dịch vụ chất lượng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Hỗ trợ của Pocket dành cho Solana sẽ không ngừng được cải thiện. Solana hiện đã có trên Paysafe Grill và NetTeller. Paysafe nổi tiếng trong việc cho phép các doanh nghiệp và người tiêu dùng kết nối và giao dịch liền mạch, đã đưa ra thông báo rằng khách hàng của Skrill và NetTeller hiện có thể mua và bán Solana. Do việc đưa Paysafe vào Skrill và NetTeller, Solana có thể được mua và bán trực tiếp bằng tiền pháp định. Người dùng Skrill và NetTeller có thể xử lý hồ sơ Solana của họ trực tiếp trong ứng dụng Paysafe, cũng giống như 37 loại tiền điện tử khác, có thể truy cập trên hai ứng dụng ví kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, Chainlink và Uniswap. Trưởng bộ phận crypto của Skrill và NetTeller tại Paysafe, Jordan Stowe khẳng định Solana đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, không chỉ về giá trị mà còn ở sự chú ý của các nhà phát triển và sự đa dạng của các dự án xây dựng trên đó. Với hiệu suất cao và hỗ trợ hệ sinh thái, chúng tôi tin rằng nhiều người dùng của chúng tôi sẽ hào hứng với cơ hội mua và bán loại tiền này. Skrill là nhà cung cấp đa tiền tệ kỹ thuật số giúp giao dịch tiền trực tuyến dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Công ty được ra đời từ năm 2001, được biết đến như một giải pháp thanh toán tiền toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Một thông tin khác về Solana cũng rất đáng chú ý. Solana đã tham gia nền tảng cho vay Nexo. Solana là một nền tảng blockchain tốc độ cao cũng như mã nguồn mở cho các ứng dụng phi tập trung và có hỗ trợ cho hơn 400 dự án. Một số trong số đó thuộc lĩnh vực tài chính phi tập trung DeFi, NFT và Web 3.0. Solana sử dụng cơ chế đồng thuận là sự kết hợp của Proof of Stake và Proof of History. Solana đã tham gia vào Nexo. Điều này cho phép người dùng mua, hoán đổi, vay ngược và kiếm được lãi suất lên đến 8% đối với token Solana. Nexo là một nền tảng cho vay dựa trên blockchain, cho phép người dùng nhận tài sản thế chấp Bitcoin, ETH, Litecoin hoặc Ripple để nhận một khoản vay dưới dạng tiền pháp định hoặc stablecoin. Thông qua việc triển khai này, Nexo hiện cho phép người dùng mua Solana ngay lập tức, và tất cả những gì người dùng thực sự phải làm để mua Solana chỉ là thêm thông tin ngân hàng của họ trong ví Nexo. Người dùng có thể mua Solana trực tiếp bằng tiền pháp định, sau đó gửi tiền tiết kiệm hoặc cho vay trên ví Nexo để kiếm lợi nhuận lên tới 8% mỗi năm. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.